Theo báo Kinh tế Sài Gòn, Malaysia dự kiến sẽ xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc qua đường hàng không. Với phương thức này, sầu riêng tươi của Malaysia có thể đến tay người tiêu dùng Trung Quốc trong vòng 48 giờ kể từ khi thu hoạch tại trang trại. Các chuyên gia khuyến khích việc áp dụng mô hình bán hàng trước, cho phép khách hàng Trung Quốc nhận được sầu riêng tươi ngay sau khi chúng đến nơi. Trong lễ kỷ niệm một năm thành lập vào đầu năm nay, hiệp hội các nhà sản xuất sầu riêng malaysia đã ký kết một thỏa thuận ghi nhớ về việc sử dụng tuyến hàng không thuê bao để vận chuyển sầu riêng từ kuala lumpur đến thành phố trịnh châu tỉnh hà nam trung quốc việc nhập khẩu sầu riêng tươi từ malaysia dự kiến sẽ làm tăng thêm sự cạnh tranh trên thị trường trung quốc vốn trước đây chỉ cho phép thái lan việt nam và philippines xuất khẩu sầu riêng tươi vào quốc gia này mặc dù sản lượng sầu riêng của malaysia thấp hơn so với thái lan và việt nam nhưng Malaysia lại nổi bật với các giống sầu riêng chất lượng cao. Quốc gia này là quê hương của giống sầu riêng Musang Kinh, được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng nhờ mùi thơm đặc trưng và phần thịt vàng ống. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Malaysia, ông Ratuk Arthur Joseph Rook, cho biết hầu hết các trang trại sầu riêng ở Malaysia trồng những giống đặc sản như Musang Kinh. Do đó, sầu riêng của Malaysia sẽ chiếm lĩnh phân khúc cao cấp trên thị trường quốc tế. Ông tin rằng Malaysia sẽ giành được thị phần đáng kể ở Trung Quốc nhờ chất lượng vượt trội của sầu riêng sang Kinh. Theo khảo sát, giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đồng loạt giảm sâu sau chuỗi chững giá kéo dài, với biên độ giảm từ 3.000 đồng kg đến 11.000 đồng kg. Như thường lệ, khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ tiếp tục được mua bán sầu riêng với giá ngang nhau. Sau điều chỉnh, giá sầu riêng thái đẹp tại hai thị trường này đang có giá khoảng 84.000 đến 87.000 đồng mỗi kg, giảm 8.000 đến 10.000 đồng kg. Tương tự, giá sầu thái mua xô cũng ghi nhận giảm 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg, xuống còn 64.000 đến 67.000 đồng mỗi kg. Cùng đài giảm, giá sầu RI6 lựa đẹp hiện đang được thu mua với giá từ 60.000 đồng kg đến 62.000 đồng kg. Riêng giá sầu trời y6 muso tiếp tục đi ngang trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu thái lựa đẹp cũng ghi nhận giảm 10.000 đồng mỗi kg. Hiện mặt hàng này đang được bán với giá khoảng 80.000 đến 82.000 đồng mỗi kg. Cùng lúc, giá sầu thái muso đang được mua bán với giá khoảng 60.000 đến 62.000 đồng mỗi kg, giảm 10.000 đến 11.000 đồng kg trong khi đó giá sầu riêng y6 lựa đẹp và sầu riêng y6 mua xô cùng giảm 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg, mức giá sau điều chỉnh lần lượt là 58.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, 45.000 đến 48.000 đồng mỗi kg.